để góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực, giúp học sinh mồ côi hay học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới. Năm học 2024-2025, anh Lê Khắc Dũng, sinh năm 1987, hiện là giáo viên tự do ở phường 5, thành phố Vũng Tàu, đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp nhiều em học sinh vào năm học mới. Với phương châm của người mới ta, anh Dũng xin lại những chiếc xe đạp cũ đã qua sử dụng, đem về tân trang, sửa chữa lại, rồi trao tặng cho các em học sinh khó khăn đang cần phương tiện đi học. Thưa quý vị, bằng cách chia sẻ những hoàn cảnh học sinh khó khăn để kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè, gia đình hay là người thân cũng như các nhà hảo tâm, từ đó mới có được sự giúp đỡ kịp thời, hỗ trợ cho các em học sinh. Và để hiểu hơn về những hoạt động này thì Mai Tâm xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với anh Lê Khắc Dũng. Dạ em chào anh. Anh chào em. Anh có thể chia sẻ lý do vì sao mình lại có ý tưởng cho những hoạt động này ạ? Thì do là xuất thân hồi nhỏ anh sống ở vùng quê, đi học mấy năm mà chỉ có một chiếc xe đạp rất là cũ, nhỏ mà nhiều khi đi học có những hôm nó hư phải dắt bộ. Và khi vào trong này đi học rồi, lúc bây giờ là đang lập nghiệp ở dưới Vũng Tàu, thì anh thấy cái lượng xe đạp mà các em dùng 1 năm, 2 năm xong rồi bỏ phí rất là lãng phí, có thể tận dụng cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn không. Người ta chỉ mong muốn có một chiếc xe để đi học tới trường. Thưa anh, thì để mọi người biết tới những cái hoạt động của mình cũng như là đồng hành và cùng mình lan tỏa những cái hoạt động đó thì anh đã thực hiện như thế nào ạ? Mình có đi tìm hiểu trước là đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng và họ đang cần cái gì. Rồi xong đấy thì anh có viết bài qua Facebook, Zalo, đấy cũng có rất là nhiều người họ có điều kiện để muốn giúp những hoàn cảnh đấy, nhưng mà họ không biết là cái hoàn cảnh nó ở đâu và họ đang cần gì. Đấy, nhiều khi là anh chỉ là người kết nối thôi, để cho những người vậy là quân hảo tâm sẽ gặp đến được cái hoàn cảnh cần để họ chia sẻ giúp đỡ. Để hoạt động thiện nguyện thì cũng tốn rất là nhiều thời gian, thì không biết là anh sắp xếp công việc như thế nào và mình có gặp phải cái vất vả gì không ạ? Thì trong cuộc sống thì ai cũng có những công việc này, công việc kia, đôi lúc anh cũng rất là bận luôn, nhưng mà mình cũng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian làm sao đấy để mình hoạt động bên cái này để giúp cho các em. Mỗi người thì có một cái đam mê riêng. Với anh thì ngoài cái vấn đề mà công việc thì anh luôn hết mình, có nghĩa là anh làm mà bao nhiêu thời gian được. Cái công việc mà làm như này là anh rất là thích, bởi vì là khi mình trao đi là mình nhận lại nụ cười. Chỉ cần mọi người mà vui vẻ, hạnh phúc là mình, bản thân mình cũng thấy là mình vui rồi, chứ không nhất thiết là mình phải nhận lại được những gì cả. Đồng hành cùng anh Dũng, chị Nguyễn Thị Kiều Giang ở phường 5 thành phố Vũng Tàu đã mang chiếc xe đạp của con chị sử dụng khi bé còn là học sinh cấp 1 đến nhà anh Dũng, nhờ anh kết nối trao tặng lại cho các em học sinh đang cần. Mình biết thầy Dũng vì con mình học toán ở thầy á. Rồi mình thấy thầy hay xin những cái xe cũ về để tặng lại cho các cái hoàn cảnh khó khăn á. Bây giờ con lớn rồi, mình có chiếc xe này, con đi hơi nhỏ thì mình muốn tặng lại cho các bạn nhỏ hơn để góp phần giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn cùng với thầy Dũng. Với em Nguyễn Phước Sang, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Duy Tân, thành phố Vũng Tàu, rất mừng vui khi nhận được chiếc xe đạp do anh Dũng kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng. Ba mẹ em Sang đi làm thuê nên không thể đưa đón em đi học. Vậy nên chiếc xe đạp là món quà thiết thực và kịp thời với em và gia đình. Thì con cảm thấy rất vui vì món quà này sẽ giúp con đến trường dễ hơn, học tập cùng với các bạn. Dạ, chú tặng cho con một bộ sách giáo khoa lớp 6, đỡ rất là nhiều phần với nhà hoàn cảnh khó khăn với con. Con hứa là con sẽ học tập thật tốt, cố gắng học tập để sau này kiếm tiền. Dạ, coi như là một lời cảm ơn đối với chú. Sau mỗi đợt vận động được nguồn xe đạp, cả xe mới và xe đã qua sử dụng, anh Dũng sẽ chủ động liên hệ với các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ưu tiên những trường ở vùng xa và các em có hoàn cảnh khó khăn. Như trường trung học cơ sở Nguyễn Thành Đăng, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa cũng đã nhận được 10 chiếc xe đạp do anh Dũng kết nối trao tặng. Nhờ đó mà nhiều em đã có phương tiện di chuyển thuận tiện hơn khi đến trường. Dạ, con cảm thấy rất vui khi mình có phương tiện đi học. Trước đó con cũng đi bằng xe đạp nhưng hiện tại nó hư rồi. Nên nhờ hôm nay cô chú tới đây, cô chú cho con chiếc xe đạp này, con rất vui và có phương tiện đi học.
Từ đầu năm đến nay có gần 100 chiếc xe đạp đã qua sử dụng, nhưng còn mới đã được anh Dũng tân trang và trao tặng đến tay các em học sinh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Mỗi chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển đến trường, mà còn là lời động viên thầm lặng, là sức mạnh tiếp thêm niềm tin cho những em học sinh, giúp các em bớt khó khăn, vất vả. Qua mỗi vòng bánh lăng, những chiếc xe đạp này không chỉ rút ngắn khoảng cách về địa lý, mà còn thu hẹp khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực, trở thành động lực giúp các em vững bước trên hành trình học tập, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.